Thượng Dương chào cô chú anh chị và các bạn. Nay nhà Thượng Dương nấu bún giò. Vào ngày cuối tuần là nhà Thượng Dương sẽ nấu móng bún bò hoặc là cái món nào đó cho gia đình ăn. Thì đây là cái cây rau cần nha cả nhà. À, cần nước nè. À, tại vì mình thích ăn cái cần nước á, mà cần nước này là ăn với bún chả cá rất là hợp. Nên hôm nay mình mua về mình cắt một phần ở trên đi, rồi mình còn có để ở dưới á, mình phần cuối nó có ra rễ rồi đó. Thì mình trồng. Cái này nó cũng dễ ra cắt để mình ngâm nước. Mà cây này là cây rau cần nước nhưng mà mình trồng dưới đất cũng được cả nhà. Đó, bây giờ Thuận Dương sẽ ra vườn hái cái rá rau quế ăn với bún bún giò. Rau quế bún giò cũng rất là hợp, mình trồng á mới ra nó rất là đẹp. Hôm bữa mình qua nó xanh tươi à. Bên nay ra cái trời mưa một tí là bắt đầu cái này nó sẽ bị úa vàng. Nguyên một đốm mình sẽ cắt hết rồi. Thanh long cả nhà. Cái thanh long nó to gớm không? Đây là cái bông sau khi nở bông xong á là nó nở vào buổi sáng một tiếng thôi cả nhà, xong rồi nó ấp lại. Thì đây là cái bông sau này nó trở thành là trái, nhưng mà cái mùi mùi bông của cái hoa thanh long á nó cũng không có thơm lắm. Đẹp lắm, nguyên một vườn toàn là bông hoa thanh long, nó rất là to nha cả nhà, nó to hơn cái mặt của mình luôn. Nên nhà Thuận Dương ăn bún giò. Bún giò cũng là cái món ruột của gia đình đó cả nhà. Hành tím thì Thuận Dương làm luôn và có giấm làm, nên tím mà qua ngày thì nó sẽ tươi ngon ha, nó có màu hồng. Ngon. Hôm nay con ăn đâu? Con ăn giá, giá sạch đó con. Thật mềm chưa? Thằng Dương, cả nhà ơi, Thằng Dương ngồi ăn á, kể cho cả nhà nghe. Làm cái video này á là chủ nhật Thằng Dương mới ra những cái video dài được, ngày thứ bảy chủ nhật hoặc là ngày nghỉ. Còn lại là làm những video ngắn ngắn thôi, tại vì mình cũng bận đi làm đó. Nên cả nhà xem nhớ ủng hộ cho Thuận Dương cả video ngắn và video dài nha. Nhớ cho Thuận Dương một like và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận Dương tiếp tục cái động lực để làm. Tại vì YouTube khi mình trả lương, khi mà trả lương đó, nó bắt mình siêng năng chăm chỉ. Lấy xin nước mắm con. Nước mắm nó kia con à. Lấy một tí con lấy cái chén, bỏ vô cái chén con. Mới lấy chén. Còn bún chanh không? Còn. Ba lấy trong tủ á, mẹ mới mua. Mặt luôn. Tại vì chanh nó lâu lâu á, có chanh sạch đó. Mua lần 1,5-2 kg. Đang rong của năm
Mùa này là vào mùa mưa rồi. Mày tưởng đâu cái rau này ăn với chả cá hợp chứ, nhớ đâu ăn bún cũng hợp. Em muốn giờ cũng hợp đó. Rau không hấp ăn. Kèm với lẩu. Rồi xong, mẹ mua về á để trầm. Mua về cái rau cần nước này cả nhà. Trầm á, mình cắt một khúc mình trầm nó dễ ra lắm. Mà cái này nó hợp với lại bún chả cá. Giờ sáng em đi em gặp cái bà trầm, bà hết bà bán nhà bà bán rẻ lắm, có 10 ngàn bó à, mà nhiều quá chừng mà tư mà ngon mà bó to rồi á, nó ra được rễ ở dưới á. Ngon, nó gạo cũng ngon. Mùa này mùa mưa là anh trồng được à? Xả, xả với cái rau này nè, mùa mưa. Cái rau quế mùa mưa là nó dễ hư à? Phải mùa mưa, mùa nào để nó lên là nó bắt đầu quanh lá, thế Dễ là bị nó bệnh lên. nó vào. Lúc đầu nó lên nó đẹp, sau giống như vàng hết. Bên của hành. Được không? Chưa ăn mà. Bà chưa ăn sao nào? Tắt Một cốc hồ sáng thì bây giờ đói rồi đó. rồi, tắt uống nước nhiều vô để nó đào thải. Mình lại đi tắt, đi tắt mình gần như không ăn, mình uống nước vô cho nó đào thải. Buổi sáng là uống ngũ cốc cả nhà. Nhỏ nhỏ bỏ vô. Nhỏ nhỏ. Được rồi. À, nó sẽ thôi. Sữa đậu nành tự nhiên làm lá dứa trong nhà nó trong vườn á thơm. Mình nấu đậu đặc một tí ăn nó uống nó thơm cực kỳ, thơm luôn, thơm mấy dứa thơm đậu nành ngon vậy. Quỳnh Anh không có bỏ đường không Quỳnh Anh? À, cảm ơn cả nhà ơi. À, video đến đây đã kết thúc. À, cả nhà xem cho Thuận Dương một like và nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận Dương ra video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà vào những video lần sau. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào.